Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7 sách cánh diều, bài tập cuối chương 6. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 7 được thầy giáo đặt trong phần sách sinh phát ở cuối video này. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến? Tìm biến và bậc của đa thức đó. Trước hết là chúng ta xét câu E, đa thức âm 7x cộng 5. Âm 7x cộng 5, đây là đa thức, nó chỉ có một biến là x. Trong đó x có số mũ cao nhất là 1. Vậy ta nói âm 7x cộng 5 là đa thức một biến x, bậc là 1. Là đa thức một biến x, bậc là 1. Đa thức thì nó gồm các đơn thức cộng lại với nhau. Các em chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. Còn đơn thức là gì? Đơn thức nó chính là một số, hoặc là một số nhân với biến. Biến thì nó có thể có số mũ là 1, 2, 3, 4, vân vân. Các em hình dung được chưa? Câu B, 2021 x bình phương trừ 2022 x cộng với 2023. Thì đây là đa thức có một biến là x, trong đó x có số mũ cao nhất là 2. Vậy ta nói đây là đa thức một biến x và bậc là 2. Là đa thức một biến x, bậc là 2. Rồi câu C, 2y mũ 3 trừ đi 3 phần y cộng 2 rồi cộng với 4. Thì đây có phải là đa thức hay không? Đây không phải là đa thức. Bởi vì sao? Bởi vì 3 phần y cộng 2 nó không phải là đơn thức. Đơn thức thì nó chỉ gồm một số, hoặc là tích của một số và một biến. Trong đó biến thì có thể là mũ 1, mũ 2, mũ 3, vân vân. Em hình dung được chưa? Như vậy là 3 phần y cộng 2 thì đây là 3 chia cho y cộng 2 rồi. Cho nên 3 phần y cộng 2 nó không phải là một đơn thức. Cái này nó không phải là một đơn thức thì chứng tỏ cái biểu thức này nó không phải là một đa thức. Không là đa thức một biến. Và câu D. Câu D chúng ta có biểu thức này là đa thức một biến T. Có em nói còn biến M nữa. Thì các em lưu ý là M nó là biến nhưng là biến của số mũ. Được chưa? Như vậy ta có cái biểu thức này là đa thức một biến T. Trong đó T có số mũ cao nhất là M. Vì sao biết T có số mũ cao nhất là M? Bởi vì ở đây người ta cho là M là số tự nhiên lớn hơn 2. Được chưa? M lớn hơn 2 chứng tỏ số mũ cao nhất là M. Như vậy đa thức này với M là số tự nhiên lớn hơn 2 là đa thức một biến T bậc là M. Bài tập số 2, các em tính giá trị của biểu thức. Câu E. Các em tính giá trị của biểu thức E tại A bằng âm 4, B bằng 18. Có nghĩa là trong cái biểu thức E này, chỗ nào có A các em thay bằng âm 4 và chỗ nào có B các em thay bằng 18. Sau đó các em tính. Rồi, bây giờ các em sẽ thay A bằng âm 4, B bằng 18 vào cái biểu thức E này. Ta có âm 5 nhân A, lúc này sẽ là âm 5 nhân với âm 4, trừ đi B. B ở đây là 18, trừ đi 18, sau đó trừ đi 20. Rồi, âm 5 nhân âm 4 bằng dương 20, trừ 18, trừ tiếp 20. 20 trừ 20 bằng 0, kết quả bằng âm 18. Câu B. Các em tính giá trị của biểu thức B tại x bằng âm 1, y bằng 3, z bằng âm 2. Rồi tương tự câu E. Ở đây các em thay x bằng âm 1, y bằng 3, z bằng âm 2 vào cái biểu thức B này. Thì ta có âm 8 nhân x nhân y nhân z. Lúc này sẽ là âm 8 nhân với âm 1 nhân 3 và nhân với âm 2.
cộng 2xy cộng với 2 nhân với x là âm 1 nhân với y là 3 cộng với 16y cộng với 16 nhân với 3. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Rồi các em nhớ ở đây số dấu âm là số lẻ cho nên kết quả sẽ mang dấu âm. 8 x 1 x 3 x 2 bằng 48. Vậy ta có âm 48. 2 x âm 1 x 3 bằng âm 6. 16 x 3 bằng 48. Âm 48 mà cộng với 48 bằng 0. Vậy kết quả bằng âm 6. Câu C thì các em thay x bằng âm 1, y bằng âm 3 vào cái biểu thức C này. Âm x mũ 2021 thì lúc này sẽ là âm của âm 1 nha. X nó bằng âm 1. Âm 1 mũ 2021 nhân với y mũ 2, tức là nhân với âm 3 mũ 2. Cộng với 9 nhân x mũ 2021 cộng với 9 nhân với x là âm 1, âm 1 mũ 2021. Rồi các em nhớ khi tính lũy thừa có cơ số là số âm. Nếu số mũ lẻ thì kết quả sẽ mang dấu âm. Còn số mũ chẵn thì kết quả sẽ mang dấu dương. Được chưa? Trước hết là dấu trừ đằng trước này các em cứ giữ nguyên này. Rồi bây giờ các em tính cái lũy thừa này. Âm 1 mũ 2021 do 2021 là số lẻ cho nên kết quả sẽ mang dấu âm. Và các em biết là 1 mũ bao nhiêu thì nó vẫn là 1 thôi. Tức là kết quả chỗ này nó bằng âm 1 nhân với âm 3 bình phương thì bằng 9. Rồi cộng với 9. Chỗ này là âm 1 mũ 2021 thì bằng âm 1. Âm của âm thì nó là cộng. Cộng 1, đúng không? Âm của âm thì nó là dương. Dương 1 nhân 9 bằng 9. Cộng với 9 nhân âm 1 thì bằng âm 9. Vậy 9 trừ 9 bằng 0. Bài tập số 3, viết đa thức trong mỗi trường hợp sau. Câu A, đa thức bậc nhất có hệ số của biến bằng âm 2 và hệ số tự do bằng 6. Rồi, hệ số của biến là âm 2, đa thức bậc nhất thì biến nó có số mũ cao nhất là 1 thôi. Được chưa? Vậy ta có âm 2x. Có đúng hệ số của biến bằng âm 2 không? Và số mũ của x là 1. Và hệ số tự do bằng 6 thì kem cộng với 6 thôi. Đây chính là đa thức bậc nhất này. Bậc nhất chính là bậc 1 nha. Đa thức bậc nhất có hệ số của biến bằng âm 2 và hệ số tự do bằng 6. B. Đa thức bậc 2. Bậc 2 thì phải là mũ 2 đúng không? Mũ cao nhất là 2. Đa thức bậc 2 có hệ số tự do bằng 4. Vậy kem có thể viết là x mũ 2 hoặc là 3x mũ 2, 4x mũ 2, tùy ý, miễn là sao là x phải mũ 2. Có hệ số tự do bằng 4, vậy các em phải cộng với 4. Hệ số tự do là 4, được chưa? Còn chỗ này thì các em có thể cộng thêm là 3x hoặc là trừ đi 7x, trừ đi 8x chẳng hạn. Miễn sao x nó có số mũ cao nhất là 2 và hệ số tự do là 4 là được. Còn chỗ này là các em có thích viết như thế nào thì các em viết 3x, 4x hoặc là trừ 7x, vân vân. Câu C, đa thức bậc 4. Đa thức bậc 4 thì số mũ cao nhất của biến là 4. Có hệ số của lũy thừa bậc 3 của biến bằng 0. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là trong cái đa thức này, vì hệ số của lũy thừa bậc 3 của biến bằng 0, cho nên biến nó không có số mũ là 3. Được chưa? Đa thức bậc 4 thì số mũ cao nhất của biến là 4 này. Được chưa? Các em có thể viết là mũ 2, mũ 1, mũ 2 này, mũ 1, nhưng không được viết mũ 3. Bởi vì là
hệ số của lũy thừa bậc 3 của biến nó bằng 0 rồi. Hệ số bằng 0 thì nó nhân với biến thì sẽ bằng 0 thôi. Rồi hệ số tự do thì các em có thể viết tùy ý. Được chưa? Cái này các em viết tùy ý này. Tùy ý này. Tùy ý. Miễn là sao là biến nó có số mũ cao nhất là 4. Và biến không có mũ 3 là được. D. Đa thức bậc 6. À, đa thức bậc 6 thì số mũ cao nhất của biến phải là 6. Hệ số các em viết tùy ý. Trong đó tất cả hệ số của lũy thừa bậc lẻ của biến đều bằng 0. Có nghĩa là trong cái đa thức này, biến không được có mũ 1, mũ 3, mũ 5. Được chưa? Mũ lẻ là không có. Bởi vì hệ số của lũy thừa bậc lẻ của biến là bằng 0 rồi. Như vậy là chúng ta chỉ cộng với mũ 4 này, cộng với mũ 2 và hệ số tự do thôi. 1, 3, 5 là không có nha. Hệ số thì các em viết tùy ý. Bài tập số 4. Kiểm tra xem trong các số âm 1, 0, 1, 2 số nào là nghiệm của mỗi đa thức sau. À, là nghiệm thì thay vào đây chúng ta phải tính được giá trị nó bằng 0 thì mới là nghiệm. Các em hình dung được chưa? Cụ thể câu A này, 3x trừ 6 này. Đầu tiên là các em thay x bằng âm 1 vào. Với x bằng âm 1 thì ta có 3x trừ 6 sẽ bằng 3 nhân x, tức là 3 nhân với âm 1 trừ đi 6 bằng âm 3 trừ 6 và bằng âm 9. Âm 9 nó khác 0. Vậy x bằng âm 1 không phải là nghiệm của đa thức này. Tương tự x bằng 0, các em thay vào, ta có 3 nhân x, lúc này sẽ là 3 nhân 0 trừ đi 6 bằng 0 trừ 6 và bằng âm 6. Âm 6 nó cũng khác 0. Với x bằng 1 thì ta có 3x trừ 6, lúc này sẽ là 3 nhân 1 trừ 6 bằng 3 trừ 6 và bằng âm 3. Âm 3 nó cũng khác 0. Rồi với x bằng 2 thì ta có 3 nhân x trừ 6, lúc này sẽ là 3 nhân 2 trừ 6 bằng 6 trừ 6 và bằng 0. Như vậy x bằng 2 là nghiệm của đa thức 3x trừ 6. Vậy trong các số này thì 2 nó là nghiệm của đa thức 3x trừ 6. Bởi vì 2 thay vào thì ta có giá trị của cái biểu thức này nó bằng 0. Các em làm tương tự với câu B, câu C và câu D. Rồi câu B. Các em thay x bằng âm 1 vào đây. Thì ta có x mũ 4 trừ 1 sẽ là âm 1 mũ 4 trừ 1 bằng 1 trừ 1 và bằng 0. Vậy âm 1 là nghiệm, đúng không? X bằng 0 thì ta có x mũ 4 trừ 1 bằng 0 mũ 4 trừ 1 và bằng âm 1. Âm 1 khác 0. Tiếp theo là với x bằng 1 thì ta có x mũ 4 trừ 1, lúc này sẽ là 1 mũ 4 trừ 1 bằng 1 trừ 1 và bằng 0. Như vậy 1 là nghiệm, đúng không? Rồi với x bằng 2 thì ta có x mũ 4 trừ 1 sẽ bằng 2 mũ 4 trừ 1. 2 mũ 4 bằng 16. 16 trừ 1 bằng 15. 15 khác 0. Như vậy trong câu B này thì chỉ có âm 1 và 1 là nghiệm của đa thức này. Vậy trong các số này thì âm 1 và 1 là nghiệm của đa thức x mũ 4 trừ 1. Các em nhớ nghiệm thì thay vào, ta được giá trị của biểu thức bằng 0. Tiếp theo là các em sang câu C. Rồi tương tự với câu C. Thì trước hết là các em thay x bằng âm 1 vào cái biểu thức này. Ta có 3 nhân x bình phương bằng 3 nhân âm 1 bình phương trừ 4 nhân với x, tức là trừ 4 nhân với âm 1. Rồi, em tính được kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 7, 7 khác 0.
Vậy âm 1 không phải là nghiệm. Với x bằng 0 thay vào thì ta có kết quả bằng 0 cộng 0 và bằng 0. Vậy không là nghiệm. Với x bằng 1 thay vào biểu thức này thì ta có kết quả bằng âm 1, âm 1 khác 0. Vậy 1 không phải là nghiệm. X bằng 2 thì sao? X bằng 2 thay vào thì chúng ta tính được kết quả bằng 4, 4 khác 0. Vậy 2 không phải là nghiệm. Như vậy là chỉ có x bằng 0 là nghiệm. Trong các số này thì 0 là nghiệm của đa thức 3x bình phương trừ 4x. Tương tự câu D. Kem lần lượt thay các số này vào đây. X bằng âm 1 thì x bình phương cộng 9 bằng 10 khác 0. X bằng 0 thì x bình phương cộng 9 bằng 9 khác 0. X bằng 1 thì x bình phương cộng 9 bằng 10 khác 0. X bằng 2 thì x bình phương cộng 9 bằng 13 khác 0. Như vậy trong các số này thì không có số nào là nghiệm của đa thức x bình phương cộng 9. Các em hình dung được chưa? Bài tập số 5, cho đa thức Px bằng. Câu A là thu gọn đa thức Px. Trước hết là các em thu gọn cái đa thức này vào. Đơn thức nào mà phần biến có số mũ giống nhau thì các em nhóm lại với nhau. Ở đây mũ 6 các em nhóm với mũ 6 này. Rồi các em sắp xếp luôn, cộng với 3x mũ 5. Mũ 1 các em nhóm với mũ 1 và trừ đi 1. Rồi chỗ này âm 9 cộng với 9 bằng 0. Như vậy chỗ này bằng 0 này. 3x mũ 5 này. 4x cộng 5x lấy hệ số cộng hệ số, phần biến giữ nguyên. 4 cộng 5 bằng 9 cộng 9x trừ đi 1. Rồi các em nhớ là sau khi thu gọn thì các em sẽ sắp xếp phần biến với số mũ theo thứ tự là giảm dần hoặc tăng dần. Câu B, tìm bậc của đa thức Px. Đa thức Px sau khi đã thu gọn thì phần biến có số mũ cao nhất là mấy? À, phần biến có số mũ cao nhất là 5. Cho nên bậc của đa thức Px là 5. Câu C, tính giá trị của Px tại x bằng âm 1, x bằng 0 và x bằng 1. Tức là các em tính P của âm 1. Chỗ nào có x các em thay bằng âm 1. Các em tính P của 0. Chỗ nào có x các em thay bằng 0. Và các em tính P của 1. Chỗ nào có x các em thay bằng 1. Trước hết là các em tính P của âm 1. Chỗ nào có x các em thay bằng âm 1 vào. 3 nhân x mũ 5. Tức là sẽ bằng 3 nhân với âm 1 mũ 5. Cộng với 9 nhân x. Tức là cộng với 9 nhân âm 1 và trừ đi 1. Âm 1 mũ 5 bằng âm 1. 3 nhân âm 1 bằng âm 3. 9 nhân âm 1 bằng âm 9 trừ đi 1. Rồi, âm 3 trừ đi 9 trừ 1 thì bằng âm 13. Tương tự em tính P0. Chỗ nào có x em thay bằng 0 vào thôi. 0 mũ 5 bằng 0, 3 nhân 0 bằng 0, 9 nhân 0 bằng 0, vậy kết quả bằng âm 1. Rồi tương tự các em tính P của 1. Rồi kết quả các em tính được bằng 11. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6, tính câu E. Âm 2x bình phương cộng 6x bình phương. Phần biến có số mũ giống nhau. Vậy các em lấy hệ số cộng hệ số.
âm 2 cộng 6 nhân với phần biến giữ nguyên. Âm 2 cộng 6 bằng 4, 4x bình phương. Rồi câu B. Phần biến có số mũ giống nhau này. Các em lấy hệ số trừ hệ số 4 trừ 8 nhân với x mũ 3. 4 trừ 8 bằng âm 4, x mũ 3. Rồi câu C. Nhân đơn thức với đơn thức. Các em nhân hệ số với hệ số. 3 nhân âm 6. Phần biến nhân phần biến. X mũ 4 nhân x mũ 2. 3 nhân âm 6 bằng âm 18. X mũ 4 nhân x mũ 2 bằng x mũ 4 cộng 2, tức là bằng x mũ 6. Rồi câu D. Chia đơn thức cho đơn thức. Các em lấy hệ số chia hệ số. Âm 24 chia cho âm 4 nhân với phần biến chia phần biến. Âm 24 chia âm 4 bằng 6. X mũ 6 chia x mũ 3 bằng x mũ 6 trừ 3, tức là bằng x mũ 3. Rồi kết quả bằng 6 x mũ 3. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.